Kính chào quý vị, chào các đồng chí. Quý vị và các đồng chí thân mến, trong chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang hôm nay, phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng công an Tuyên Quang trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự xã Tràng Đà phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh. Kết thúc là phóng sự Tuyên Quang đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức luyện tập nghiêm túc hiệu quả các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự theo tình huống giả định. Đặc biệt, màn diễn tập phòng chống khủng bố, giải cứu con tin đã được Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá cao. Một số đối tượng khủng bố mang theo vũ khí, vật liệu nổ xâm nhập địa bàn, bắt cóc một số con tin tại một trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng gồm Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai phương án chiến đấu để bắt giữ bọn khủng bố và giải cứu các con tin. Vừa thương thuyết với bọn khủng bố, lực lượng công an bí mật triển khai phương án chiến đấu. Cảnh sát cơ động được chia làm nhiều mũi tấn công, áp dụng các biện pháp chiến thuật tác chiến, bám sát và đột nhập, bất ngờ tấn công bọn khủng bố. Bằng chiến thuật hợp lý, võ thuật điêu luyện, sự mưu trí dũng cảm, các mũi công tác đã áp sát mục tiêu, sử dụng vũ khí, phương tiện nghiệp vụ, tổ chức đánh bắt đối tượng, giải cứu con tin thành công. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai phương án dập tắt đám cháy do bọn khủng bố gây ra, cấp cứu người bị thương. Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng rà phá bom mìn, tiêu tẩy chất độc và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Qua diễn tập cho thấy, các lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã có phương án đúng, phối hợp rất nhịp nhàng hiệu quả, hiệp đồng chiến thuật chặt chẽ, có chiến thuật hiệu quả trong các hoạt động phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, cùng với các lực lượng vũ trang trong tỉnh bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Ngày 30 tháng 9, Công an huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị Công an huyện lắng nghe ý kiến của nhân dân gắn với đối thoại về thủ tục hành chính năm 2019. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đại biểu đại diện cho các nhân dân các thôn trong huyện và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Chiêm Hóa. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo những kết quả của Công an huyện trong đảm bảo an ninh trật tự, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công tác cải cách thủ tục hành chính. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình của Công an huyện, nhiều đại biểu đã tham gia ý kiến với góc độ từ người dân góp ý cho công an. Nhìn chung, các ý kiến của nhân dân đều ghi nhận, khen ngợi những cố gắng nỗ lực của Công an huyện trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Cán bộ chiến sĩ đã tận tụy trách nhiệm trong công việc, có thái độ tác phong đúng mực trong quan hệ công việc, giao tiếp với nhân dân. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ công an huyện, nhất là công an phụ trách xã đã gắn bó chặt chẽ với nhân dân, chủ động nắm tình hình, tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Trong thời gian tới, công an huyện cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại thôn, xóm, bản. Sau khi nghe một số ý kiến đóng góp của nhân dân, lãnh đạo quan huyện đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân. Công an huyện sẽ cụ thể hóa vào những việc cần làm ngay trong chương trình công tác chung của công an huyện và của từng cán bộ chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trước sự tin tưởng, kỳ vọng của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đã tổ chức ra mắt mô hình tự quản, đoàn hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm. Mô hình đoàn hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới do Ban Liên hiệp tự quản gồm 10 thành viên là những cá nhân tiêu biểu, tích cực, nhiệt tình và tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động đề ra. Lực lượng nòng cốt của Ban Liên hiệp tự quản gồm công an viên, đại diện các tổ chức, đoàn thể thôn Ngòi Sen. Ban Liên hiệp có nhiệm vụ nắm tình hình về an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy tắc, hương ước, quy ước của thôn, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết xây dựng hộ gia đình an toàn về an ninh trật tự, vận động nhân dân tham gia mô hình tự quản tại thôn Ngòi Sen, xây dựng nông thôn mới. Tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an tỉnh đã trao một số phương tiện phục vụ công tác như băng đeo tay, còi, đèn pin, công cụ hỗ trợ, sổ tay ghi chép cho các thành viên Ban Liên hiệp tự quản. Ngay sau lễ ra mắt, Ban Liên hiệp tự quản sẽ đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Ngòi Sen và trên địa bàn toàn xã.
những năm gần đây, được sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, xã Tràng Đà đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Đặc biệt, xã đã lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các thôn, nhờ vậy đã hỗ trợ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Tuyên Quang triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh ở tất cả các thôn và một số khu vực trọng điểm trong xã. Qua thực tế, hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cộng đồng dân cư. Qua hơn 10 tháng đi vào hoạt động, nhờ hệ thống camera an ninh, công an xã đã phát hiện và làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Cùng với hệ thống camera an ninh, công an xã và công an thành phố thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật đối với bà con trong xã, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, đoàn kết nội bộ, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì hoạt động của camera an ninh. Tình hình an ninh trật tự là chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Những cái buổi chúng tôi đi tuần là các cháu không thấy đi chơi đêm, hoặc là cũng có những cái biểu hiện là những cái tình nghi mà về những cái chắc ngõ ngách vào tiêm trích là hầu như cũng rất ít. Đấy là tôi thấy là cảm thấy là rất thuận lợi và phù hợp, và khả năng ta sẽ phải lắp thêm dày hơn nữa thì sẽ hiệu quả về tình hình an ninh là rất tốt. Tình hình an ninh trật tự luôn ổn định, toàn xã không có trọng án, số các vụ việc giảm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Tràng Đà không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm trộm cắp tài sản vào ban đêm đã được ngăn chặn, số các vụ vi phạm pháp luật giảm. Hệ thống camera an ninh đã phát huy tác dụng và hỗ trợ hiệu quả cho công tác nắm tình hình, cung cấp hình ảnh và thông tin phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Thực hiện luật phòng cháy và chữa cháy với chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, những năm gần đây, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật phòng cháy chữa cháy đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành một số kế hoạch chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Nhờ vậy, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra cháy lớn, số các vụ hỏa hoạn hàng năm đều giảm. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát quần chúng nhân dân thực hiện tốt luật phòng cháy và chữa cháy, xây dựng củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ từng bước vững mạnh. Căn cứ vào quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, một số địa phương, sở, ban ngành hàng năm đã có nghị quyết, văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Tất cả các cơ quan, đơn vị, thôn, xóm, tổ dân phố đều có lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên trách và bán chuyên trách. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được phát động, đẩy mạnh và nhân rộng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra an toàn cháy nổ. Hàng năm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành gồm công an, quân đội, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động, y tế, tổ chức tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác kiểm tra được tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm hoặc có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao như vật liệu nổ, xăng dầu, ga, các chợ, khách sạn, nhà hàng, khu dân cư, trung tâm thành phố, thị trấn. Riêng trong năm 2018 và 9 tháng năm 2019, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra theo chuyên ngành, chuyên đề được 1.308 lượt cơ sở, lập biên bản kiểm tra, phát hiện và kiến nghị khắc phục một số sơ hở thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với cơ sở đã mở 103 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 12.435 lượt người tham gia, cấp 3.037 chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tổ chức cho 2.500 thôn, xóm, tổ dân phố, cơ sở và hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 289 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, ga, 13 cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, 121 khách sạn, nhà nghỉ thuộc diện quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Toàn tỉnh có 18 kho và cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh tập trung tuyên truyền và thắt chặt trong công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thường xuyên phối hợp với công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, nhắc nhở cơ sở đề cao cảnh giác, không để xảy ra sự cố hoặc mất vật liệu nổ.
mọi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ từ khâu vận chuyển, cất giữ, xuất kho và sử dụng vật liệu nổ. Do làm tốt công tác phòng ngừa nên nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố về vật liệu nổ. Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng được các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, quy trình của nhà nước. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh trong hơn một năm qua đã tiếp nhận và thẩm duyệt 106 công trình và dự án xây dựng, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy cho 45 công trình. Quá trình thẩm duyệt đã đề nghị một số chủ đầu tư chỉnh sửa những sai sót về an toàn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế, đảm bảo an toàn cao nhất về phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng. Nhìn chung, trên toàn tỉnh, các cơ sở đã chấp hành tốt luật phòng cháy và chữa cháy. Lực lượng chữa cháy tại cơ sở được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết, đồng thời là hạt nhân trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Phong trào toàn dân phòng cháy thì từng bước đi vào cái nền nếp. Lực lượng cảnh sát phòng cháy thì được tăng cường về lực lượng, trang bị phương tiện thì từng bước đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng thì cũng từng bước được quan tâm đầu tư, đã nâng cao được cái khả năng phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy, không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn tại các cái điểm cơ sở. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rõ là cái công tác tập huấn luyện thì cũng chưa được bài bản, thiếu các cái trang bị phương tiện phòng cháy cũng như là cái kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trợ thì cũng chưa được thỏa đáng, cho nên là chưa thực sự đủ mạnh để đáp ứng cái yêu cầu thực tế. Rồi hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy như là cái hệ thống giao thông, nguồn nước thì cũng còn rất là thiếu thốn. Với phương châm chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy hiệu quả cùng với phòng ngừa cháy nổ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã chủ động xây dựng các phương án chữa cháy và phối hợp với cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Đến nay 100% số cơ sở trong phạm vi quản lý của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được xây dựng phương án chữa cháy và chiến thuật chữa cháy. Hàng năm, bên cạnh công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, công tác phúc tra bổ sung phương án chữa cháy cũng được đẩy mạnh, qua đó đã phát hiện nhiều vi phạm, sơ hở về phòng cháy chữa cháy, đã kiến nghị cơ sở khắc phục kịp thời, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những nguyên nhân và nguy cơ phát sinh cháy nổ. Mỗi năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức thực tập trên 40 phương án chữa cháy, trong đó một số phương án có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng. Hiện nay, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh có tổng số 10 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang có thể chữa cháy nhà cao 10 tầng, duy trì trên 2.500 tổ đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với trên 10.000 đội viên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng cháy chữa cháy còn bộc lộ một số hạn chế, đó là công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được với tình hình thực tiễn. Nhận thức của lãnh đạo một số ngành đơn vị cơ sở địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy chưa đầy đủ, chưa thấy rõ trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của một số bộ phận quần chúng nhân dân và cán bộ công nhân viên của một số đơn vị cơ sở doanh nghiệp công ty còn chủ quan, chưa thực sự coi trọng đúng mức tới công tác phòng cháy chữa cháy. Kinh phí dành cho công tác phòng cháy chữa cháy còn chưa đúng mức, một số cơ sở thiếu các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, dẫn tới sự thiếu linh hoạt và chủ động trong công tác chữa cháy. Các trụ nước chữa cháy còn thiếu so với yêu cầu thực tế ở đô thị. Để thực hiện tốt hơn luật phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cao nhất về cháy nổ, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật phòng cháy chữa cháy. Chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tăng cường chỉ đạo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, cơ sở mình quản lý, nhằm phát hiện kịp thời các sơ hở thiếu sót để có biện pháp khắc phục, tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tăng cường đầu tư hỗ trợ về kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đầu tư mua sắm trang thiết bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên đầu tư bổ sung về lực lượng, phương tiện, trang bị cần thiết cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục sau. Thân ái chào tạm biệt.